Cái này là chú chỉ thiệt cho con, nếu con kêu cái miệng không thì con kêu gì? Rạch 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 rạch. Mình hơi chận cái môi mình lên, bị răng chú bây giờ nó súng rồi, thành ra nó cũng lọt rồi ha. Còn kêu tay là mình đang kêu gì? Rạch 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 rạch. Không có nghĩa mình để vô là quạch 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 kia chứ không có được. Nó phải như vậy. Rạch 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 rạch. Đặng nó phản đòn mình nghe. Đó là cái giờ mình nín là nó kêu đó đó. Mình dạ, nãy giờ là anh đi với ba vậy là ba chỉ anh kêu vậy là anh kêu được chưa? Bây giờ cái bề dấu học được chưa? Cái hang mình coi hang móc được chưa? Đạm ổn không? Nó cũng được 60-70%. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề kêu đâu kêu thử coi, để chú nghe thử cái coi được không. Giờ ba kêu trước đi, kêu lại cho ảnh nghe này, kêu em miệng xong trước đi ba. Kêu rạch 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 coi quẹt quẹt. Không, anh phải giữ cái mồi giống ba, phùng cái mang lên quẹt rạch rạch rạch. Mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hiện tại mình với ba mình tiếp tục ra đồng đi bắt ếch nữa cả nhà ơi. Thì bữa nay anh Út thì ảnh ở Mấy Hắc cả nhà. Thì ảnh có đi theo mình với ba đang trải nghiệm, đang học nghề bắt ếch nha cả nhà. Thì anh Út nói là nghe ba kêu ếch phái quá, bữa nay là xin theo một bữa để học hỏi, đang trải nghiệm luôn. Rồi giờ là mình mời cả nhà cùng trải nghiệm với hai cha con mình với Nút nha. Rồi đi, cầm bịch đồ đi Nút, cầm bịch nước đi để hồi mình khát nước chết luôn. Cái khu này thì hiện tại là cũng là tà văn nha cả nhà, thì vẫn còn khô gan luôn. Bữa nay bên này để hồi ba kêu thử coi nó kêu không nha cả nhà. Bên này còn khô dữ lắm, khô. Giờ mình với ba sẽ chiến dài dài vô đó cả nhà ơi. Đây nè cả nhà, mình trên đường qua ba thì mình gặp đây con, mình kêu ba qua bắt trước nha cả nhà. Quay cho cả nhà xem. Đây đây, hút cả nhà ơi. Đây, chắc ăn 100% cả nhà. Khỏi phải ăn. Này ba lại chỉ cho anh Út luôn nè ba. Này lại coi ba chỉ anh kìa anh Út. Đó hàng vậy là nó ở đây nè, đây nè ba. Ờ đó hàng đó đó. Ba chỉ cho anh Út nó ở làm sao đó. Nó lên nè, đó nó đụng hai bên đó ha. Nè để chú vừa chưa. Chỉ cho anh Út đi ba. Đó thấy không anh Út? Để chỉ kỹ kỹ. Nè. Nó lên nè ha. Nè. Nè, đụng nè. Cái mình nó đụng nè. Nè, kìa nó ở kìa, con dòm thấy không biết. Thấy không? Nó ở láng với chị, láng chị cái dấu đó ba. Ba hang nhỏ hả? Chị cái dấu dấu giò. Nè, dấu nè. Dấu giò đó anh Út. Dấu nè. Nè. Ở này chắc cũng không có bự nhỏ. Bên này đất đồng thì ớt không bự không. Cái này là cái bằng giò nó cũ nữa. Nè. Nè nó bám trên này nè. Nè. Dấu móng nè. Dòm thấy chuyên nghiệp thì mình dòm cái thì mình biết rồi. Nước đục không ba? Không, còn. Còn, nó ở đắng lình. Ở đắng cũng còn. Và một hồi nữa thì mình nhờ ba là kêu để cho anh Út, anh Út biết luôn nha cả nhà. Thì anh Út khoái cái giọng kêu của ba dữ lắm. Đợi một chút nữa thì lên trên kia nó hơi khô. Kêu ba kêu thử coi ếch nó còn trả lời không. Cho anh Út học hỏi luôn. Dính rồi nè cả nhà, nãy giờ thì mình móc và mình đợi hơi lâu, mình dừng hết chút nha cả nhà. Bự không ba? Ô, ít được. Cái hả? Đó. Em đầu tiên nha cả nhà. Đã không anh Út? Quá đã. Quá đã. Đây gặp con nữa nè cả nhà, thì con này nãy ba mình kêu lại đó. Ba bắt đi. Anh Út thì ảnh cũng có theo dõi kênh YouTube của mình đó cả nhà.
khi nào mà con thấy cái cuộc chỏ này là nó lần sần nha, con gắn thì lắng o ha, con gắn thì lắng o nha, con ếch nè nó đụng phiết có phiết cái cuộc chỏ nó tuột lên tuột xuống nè. Đâu bà con quay con thấy rõ ràng cái nhà cái hang nó ở nè cái nhà lắng lình hết trơn nè cái nhà quá xa con. Nếu mà con không rõ con dở đất này con dòm thấy cái móng giò nó là không có dẹp mà cái móng giò nó tròn nó kéo làm như cái cây mình kéo vậy đó. Còn con cua cái móng giò nó dẹp lép mà nó kéo dài xuống là con cua nha. Về bắt đâu có tới vùng Bình đi nè, anh đi năm tới là anh bắt được đó anh Út. Trời ơi mấy ông này đi có một lát mấy ông biết hang mấy ông bắt đó. À, năm nay thì hơi trễ rồi, năm tới theo chơi ha. Anh Út thì nói chung cũng ở gần nhà mình cả nhà, cũng cách cỡ 4-5 cây số à, mê quá rồi chạy qua đi chung cả nhà, nhưng mà cái này cũng trễ mùa dữ rồi. Còn bác thì chắc cũng không có được lâu lắm là từng lễ. Cái này đồng này yêu cầu ông chợ ông bật chân lưu ngoài hay lưu nước là bắt được hết rồi ba. Có nước chân hết trơn rồi nha cả nhà. Đụng rồi đó hả? Trời ơi cái đồng này ếch nhỏ vậy. Dở lên cho cả nhà xem bay. Đó. Rồi. Quá trời đã. Rồi cả nhà, anh Út mới ra chút mà kiếm gặp được hang nè cả nhà. Đây quay cho cả nhà xem. Đây, cái này là tác phẩm của anh Út nha cả nhà. Đó. Lắng lình hết trơn như bình vô vậy. Rồi. Bắt rồi bạn. Vậy anh Út cũng sáng quá nè, sáng. Mới chỉ một chút biết rồi. Đựng ngoa vậy đem xuống lên liền cho màu nha. Công nữa hả ba? Nói vậy chứ đồng nhà mình giờ không còn hang cua đâu nha Nút. Còn mấy cái đồng lớn không à. Thọt tay xuống bắt luôn Nút rồi. Hang nhỏ hả? Dính này nè cả nhà ơi. Bây giờ hơi khó bắt, mình dừng chút nha cả nhà. Dính. Dục hả? Dính lại nữa nè cả nhà, hồi nãy mới dục. Ếch đực hay ếch trái ba? Con này cũng bự nè. Ba mình không gặp con rồi cả nhà, nhưng mà cái hàng không có dấu mà móc thử vậy dính luôn cả nhà. Mình mới bấm máy lên quay. Rồi bắt lên đi ba. Hay quá chú Năm ơi. Đực hay cái ba? Vậy là hai con cá hai con đực hả? Ba mình gặp con nữa nè cả nhà ơi. Cháu dữ không bà? Này còn khô chắc nó chưa ra đâu ha. Nó mềm xẹo là nó đó. Dính. Rồi dính bắt lên anh. Dính bắt lên luôn. Bự không anh Út? Ôi cũng được rồi. Chết cha má giặt. Rồi bỏ vô đi. Vậy là mình được mấy rồi bà? Năm chú rồi nha cả nhà. Đó con hả anh ơi? Con hả? Ba mình với anh Út ngồi nghỉ mệt chút cả nhà ơi. Thì ba uống nước, còn anh Út thì lắp cái bờ lại nha cả nhà. Thì mình đào mình phải lắp lại. Không lắp người ta chửi mình chết luôn.
quay một vòng cho cả nhà xem. Quá trời cái đồng này nó khô, nó đã anh em bắt ếch đầu mùa mưa ơi. Tới công chuyện luôn. Nó ngon nữa nè. Nếu anh em mình có xuống thì đi thẳng ra qua cái cầu khỉ đó, qua bên kia là giăng đồng dữ lắm nha anh em ơi. À, khô trắng đất, chưa có gì hết trơn cả nhà ơi. Đã lắm luôn khu này. Là cái này là chú chỉ thiệt cho con, nếu con kêu cái miệng không thì con kêu gì? Rạch. Mình hơi chận cái môi mình lên. Bị găng chú bây giờ nó súng rồi, thành ra nó cũng lọt rồi ha. Còn kêu tay là mình đang kêu gì? Rạch. Không có nghĩa mình để vô là quạch kia chứ không có được. Nó phải như vậy. Rạch. Đặng nó phản đòn mình nghe. Đó là cái giờ mình nín là nó kêu đó đó. Mình kêu nữa. Ba mình với nút gặp con nữa nè cả nhà. Mà cái hang cong mặt đào nè. Anh nút đi theo đào dánh đít luôn. Đó, cảm giác mà thọt cái tay xuống đụng nó sướng thôi mà anh Nút. Còn sướng. Hồi để em cho anh bắt một con mình lên anh nha. Chừng nào gặp em để cho anh bắt. Dính rồi nè cả nhà, mà giờ ba cho anh Nút kéo thử lên. Con gắn sao? Hả? Con gắn nữa. Con gắn hả? Chứ không phải con ếch hả? Gắn. Trời ơi. Coi con ếch mà mắc dính con gắn nha cả nhà. Gắn nước nữa nha. Gắn này nhìn thấy ngon quá bà. Đâu đâu đưa cho cả nhà xem cái đây hả, kiếm nữa bà. Đó. Trời ơi, mới kêu anh Út trải nghiệm kéo thử cái kéo ai về đâu. Cái kéo dính gắn luôn. Phán. Vậy là móc thử nữa coi chừng còn ếch ha bà. Vì như cái hang này nếu nước mà ăn đu được. Ba mình với nóng gặp đó con. Khu này gần mấy vườn này mưa cái ếch ra nhóc đó bà. Hả? Còn không? Đây con quay cho cả nhà xem. Láng dữ không bà? Láng hết hồn luôn cả nhà. Thấy nó hơi phức mà thấy sao nghi. Họ bắt đi bà. Rồi có con nào dễ cho anh Út. Động rồi kìa anh Út, ba móc thử rồi. Móc đây. Này cho anh Út móc thử nha cả nhà. Con ếch này cái hang không có cong. Ba móc đụng rồi nha cái nhà. Bây giờ để cho Nút móc thử coi sao. Xây gần móc với Nút. Nghiên cứu là móc nó chở. Chở cái móc qua lại. Được không? Mình thì biết gành lắm nha cái nhà. Mấy anh em chưa từng đi, chưa từng móc thì nói chung ra là mình chưa từng móc con ếch trong hang thì khó móc dính lắm nha cả nhà. Mình biết thì móc mau lắm, còn không biết đó. Như Nút móc nãy giờ chưa có dính đó cả nhà, nhưng mà ếch này ở rất là dễ móc luôn nha cả nhà. Dính không? Thấy không? Không phải dễ móc nha cả nhà. Thì cũng có mấy anh em nói là ôi có con ếch ở trong hang thì móc dính liền à, nhưng mà thật sự là không phải vậy nha cả nhà. Biết bẻ cây cần móc với biết móc nữa móc mới dính cả nhà, chứ không phải là muốn móc dính là dính đâu, phải không anh Út? Bây giờ chặn ngay nè, bây giờ có biết móc đâu.
Ủa rồi thường thường là đi sâu không hả? Không có đi bắt cái này hả anh Út? Không đi sâu mà. Nè, nó ở dưới này là con thọt ngay xuống gì đụng nè. Nhách móc lên, nhách móc, nhách lên gì dính nè. Nhách lên gì? Nhách lên. Lật móc lên đó. Nó đụng ngay chân đó đó. Nó nằm ngay đây nè. Đúng không? Mình biết móc thì mình thả lỏng càng móc ra mình móc nha cả nhà, còn anh Út không biết nha, ngoéo chằn thân luôn. Đúng đó, đó. Má đụng giờ mất tiêu rồi. Rồi ba bắt đi ba, để cầu thời gian lâu. Rồi đợi giờ nào gành về nha anh Út ơi. Rồi đó ba móc dính sẵn để cho anh Út kéo nha cả nhà. Nhẹ nhẹ để đứt. Nương nương cái nó lên anh Út. Đã không? Đã không? Dính cái giò. Đã không? Đã không? Hết cái. Cái như cái nhà. Đó, sướng chưa? Quá đã. Rồi, giờ mình tiếp tục hành trình nữa cái nhà ơi. Ba mình với Út thì đi trong đó cái nhà. Mình đi dọn ở đây, kiếm, gặp con nè cái nhà. Mình quay cho cả nhà xem. Này nè, 100% là ở nha cái nhà. Nó lên nó ngồi ướt nhẹp luôn. Dấu mà ớt ở đây nó không bự không nha cả nhà. Ớt ở đây nó hơi nhỏ. Nó lên dấu thấy nhỏ nhỏ nhỏ. Nên kêu ba lại bắt. Đó đó ba, trước mặt ba đó. Ừ, hang đó. Con nghi á. Coi chừng có chú gắn trong đó nghe. Có dấu ớt nhưng mà cũng coi chừng có gắn. Ba thấy có dấu không? Mình qua mới này cả nhà. Ba mình đào nè cả nhà, nó cong. Đào tới luôn. Nằm ở dưới cái dạ, dưới cái lỗ dưới gì nè. Ở cái lỗ nè. Ba kia trộn lên kéo bắt không? Tại mốt biết học tới không? Tới không anh Út? Dọa đó. Trong nữa anh, trong giờ nữa anh. Nặng gì? Bự không ba? Bự, dính cái giò. Đó, ý, con này bự tay. Chui út quá. Chui dính xuống lớp chứ. Phá vàng cháy luôn. Hết đợt nha cả nhà. Lật cái lưng lên rồi bỏ vô đi anh Út. Ba với Nút vô tới nè cả nhà, thì nãy giờ mình cũng chạy vô bóng mát, mình trốn hết một chút nè cả nhà. Bắt thêm được con nữa hả ba? Được nhiêu con anh Nút? 8 con. 8 con, vậy xích vô bóng mát đi ba. Rồi 8 con với con rắn hả? Thì để hết review cho cả nhà xem cái Nút. Dở lên nè, dở lên. Hơi tối tối. Bữa nay có 8 con nha cả nhà, mà ếch nhỏ nhỏ không? Không bự không? Con rắn nha cả nhà, mà anh Út nói hồi chắc thả con rắn giờ. Rồi vậy là review ếch xong rồi đó. Giờ nãy giờ là anh đi với ba, vậy là ba chỉ anh kêu, vậy là anh kêu được chưa? Rồi bây giờ cái dấu học được chưa, cái hang mình quay hang móc được chưa, làm mỏng không? Nó cũng được 60-70%. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề kêu đô kêu thử coi, để chú nghe thử cái coi được không? Giờ ba kêu trước đi, kêu lại chờ ảnh nghe này, kêu em miệng xong trước đi ba, kêu. Rạch coi. Quét. Không, anh phải giữ cái mồi giống ba. Phùng cái mang lên. Quét. Rạch. Còn cái miệng nè. Rạch. Hả, kêu vậy đó. Rồi ba bụng tay ba kêu thử cho cả nhà nghe cùng nghe luôn. Rạch. Rạch. Rồi đó, rồi tới anh Út bụng tay kêu thử ra anh Út. Quẹt.
không, anh bụm như kiểu của ba, bụm gì đó, bụm lại, vậy đó. Quẹt, quẹt lớn, quẹt, quẹt, rạch, rạch, quẹt, quẹt, rạch, 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 rạch. Mình kêu quẹt, kêu quẹt cái tiếng nó hơi. Vậy là xác định là nút chưa kêu được nha cả nhà. Bây giờ là mình bắt được bữa nay được 8 con với con gắn, và nút thả gắn cả nhà ơi. Bắt gắn ra thả nút coi. Buông buông cái vỏ ra nó ra anh nút. Con gắn không ra mà ếch nó ra hết trơn thì mất cười dữ. Rồi. Rồi vậy là anh nút anh thả gắn bỏ nha cả nhà. Bây giờ xong cả nhà ơi, thì bữa nay là anh nút trải nghiệm theo ba mình nè, bắt ếch hết một buổi nha cả nhà. Thì ba cũng chỉ tận tình, anh nút chỉ biết bắt hang thôi, xương xương thôi, còn kêu là chưa biết nha cả nhà. Thì bữa nay bắt được 8 con với con gắn, thì anh nút thả con gắn rồi, còn 8 con ếch thì ba nói ba cho anh nút luôn, cho anh nút hết 8 con nó luôn. Bây giờ là chắc video của mình xin tạm dừng tại đây nha cả nhà ơi. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.